Mỗi thời lễ Phật này viết ở nhà Đức thấy nó quá mau quý vị. Giống như chút xíu rồi xong. Giống như tu viết rồi giống như tu ghiền quý vị. Nhưng phải nhớ là khi mình nạp vào mà nó vô được thì tự nhiên nó thấy thích. Chứ nhiều người mà ví dụ như gán gượng thì nó cũng ngao ngán lắm. Nên để nhớ rằng là khi mình mà niệm câu Phật hiệu này mà nó an lạc rồi đó, thì quý vị sẽ có một cái tâm rồi là tất cả những việc ở cái cuộc đời này nó không còn cái gì mà đối với mình mà nó quá lớn lao và nặng nề nữa. Thì nhớ rằng là tất cả việc trong cuộc đời này là do tình chấp của mình hình thành ra, nó là khó khăn. Chứ thật sự thì nó đến rồi nó đi, thấy đó rồi mắt đó. Dù bản thân mình có cố gắng bảo vệ cái mà không phải của mình thì nó cũng vô ích. Nhớ kỹ nghe quý vị. Nghĩa là câu Phật hiệu này mình niệm, mình phải hiểu được cái nguyên lý này. Dù mình có cố công bảo vệ cái không phải của mình thì cũng uổng công vô ích. Cái nào của mình nó nhất định sẽ là của mình. Còn cái nào không của mình thì không bao giờ mà mình giật giành được. Không bao giờ mình giật giành được. Hồi tối những Đức nghe lại cái bài mà những Đức đã từng chia sẻ trong cái hội chúng ở đầu chàng ba. Có công đoạn những Đức nói rằng là bây giờ quý vị vui nhiều thiệt là vui vậy đó, nhưng mà quý vị mà không biết chăn quý, không cố gắng lo tu, một ngày nào tự nhiên những Đức biến mất tiêu quá nghe. Hồi tối mình ngồi mình nghe cái đoạn đó, mình nói rõ ràng quý vị. Rồi xong những Đức nói thêm câu, những Đức nói là những Đức duyên tự nhiên là đưa đẩy đến đây, thì cũng nhân duyên tự nhiên một ngày nào tự nhiên những Đức đi mất tiêu. Nếu như quý vị lo tu hành có phước duyên thì những Đức ở lâu. Còn nếu như quý vị chỉ vui mà không lo tu nghiêm túc thì tự nhiên những Đức biến mất tiêu. Đúng là rõ ràng, tự nhiên những Đức đến hộ pháp, rồi tự nhiên những Đức cũng đi một cách không chào ai hết, tự nhiên đi mất tiêu. Thấy không? Rồi đầu nó xuất hiện trên đạo tràng trên không trung. Nên quý vị nhớ rằng là có những cái phước duyên của chúng ta có được mà có khi bản thân của mình không chẳng quý. Ví dụ như có nhiều người hồi xưa mà những Đức lo lắng cho họ rất đầy đủ. Những Đức cũng thường nói với họ rằng là mình sống như vậy là rất đầy đủ á. Có khi tại gia đình mình cũng không có được đầy đủ gì, nhưng mà nếu như mà mình không giữ được cái phước mình, một ngày nào tự nhiên mình sẽ rất là khổ. Thì người nào cũng nghe đó là những lời nói bình thường, mỗi ngày nhắc nhở cho qua lo ấy vậy. Khi xảy ra vấn đề rồi thì mới thấy ra, ô thì ra rõ ràng. Rồi có những người nghĩ rằng có cái cách tu rồi, đi về nhà mình tu thôi, nhưng đâu đơn giản như mình nghĩ đâu quý vị. Họ về nhà họ đâu tu được, cuối cùng phải đi làm thuê cho người ta để kiếm tiền. Rồi muốn tu một thờ tu cũng không được đó. Nên những Đức này nó không đơn giản đâu. Nên câu Phật hiệu này mình niệm, mình phải niệm làm sao nó sáng được cái tâm mình, để mình hiểu được những cái mà không phải của mình, dù có cố công bảo vệ cũng không được. Nên mới nói là nhìn thấu buông xuống. Nhìn thấu là mình phải hiểu được cái định luật nhân quả trong cuộc đời này. Chứ không phải là mình giật giành mà được đâu. Nên bản thân mỗi người chúng ta mà khi mà tu tập an lạc, cái tâm thật sự muốn sanh cực lạc đó, thì đối với cái cõi đời này, khi chúng ta có duyên gặp nhau thì phải có tâm chân thành, nhiệt tình đến với nhau. Cái chân thành, nhiệt tình này không phải là nó không có sai đâu. Cái tâm chân thành, nhiệt tình là nó đến nó không có cái dụng ý lường gạt. Còn con người thì nó có nhân có quả, nhất định nó có sai, hiểu không? Nhưng mà không có tâm lường gạt. Nhớ kỹ, phải có cái tâm đó, chân thành, nhiệt tình đến với nhau. Như Đức đến với quý vị là rất chân thành và nhiệt tình. Như Đức nói rằng là cuộc đời Như Đức dù có trong hoàn cảnh nào Như Đức cũng niệm Phật. Vì Như Đức biết pháp môn tịnh độ này hay,
đặc biệt. Chỉ có pháp này mình áp dụng được, được lợi ích. Nhưng phải cần quân tập lâu dài. Nhớ kỹ nghe, phải cần quân tập, phải siêng năng á. Những đức nói sự thành công nào cũng đi từ siêng năng. Đã có mục tiêu rồi phải siêng năng, chứ không có bê tha được đâu. Mình mà bê tha là mình giải đãi đó. Mình mà bê tha là mình giải đãi liền. Hoặc là mình có thể bỏ thời khóa tu thì mình sẽ bỏ thêm thời khóa tu. Có nghĩa là mình bỏ thời khóa tu, mình sẽ bỏ thêm thời khóa tu. Thí dụ như người mình khi mình làm sai một điều gì đó, mình qua lo mình sẽ làm sai tiếp tục. Nó nguyên lý là như vậy đó. Giống như mình ngủ nướng thì mình sẽ ngủ nướng hoài đó. Mình ngủ phi thờ mình sẽ ngủ phi thờ. Ngủ phi thờ hoài đó. Nên mình có thể tùy tiện bỏ một cái thời tu thì mình cũng sẽ bỏ những thời tu. Nên không được bê tha để trở thành giải đãi. Sự thành công phải siêng năng. Thật sự phải siêng năng. Nhưng Đức nói rằng là con người mình chỉ cần mình chịu sắp xếp thời gian là bản thân mình sẽ có thời gian tu liền. Mình chỉ cần biết sắp xếp thời gian thì mình sẽ có thời gian tu liền. Còn mình không chịu sắp xếp thời gian thì mình sẽ tự nhiên qua lo liền. Mà ngày tháng đi qua, cứ ngày tháng đi qua rồi bản thân mình tới tuổi già, rồi bản thân mình sẽ uổng đi một đời của mình. Những Đức nói rằng cái room này của những Đức thành công rất là cao. Nhưng hiện tại những Đức đang thiếu về kỹ thuật. Những Đức đang không có một cái người biết về cái này, giỏi về máy tính, về kỹ thuật quý vị. Nhưng đang thiếu cái này đó. Nếu ai là người có khả năng đó, quý vị liên hệ những Đức, giúp những Đức, chỉ cho chú Tâm Nhiên dùm. Tại vì cái lượng người tu quá đông rồi. Mà cái phương tiện như Đức không phải là thiếu, máy móc như Đức không thiếu, nhưng mà cái kỹ thuật, cái khả năng của chú thì nó có giới hạn. Không có người giỏi để chỉ điểm cho chú dùm. Như đang thiếu cái này đó quý vị. Thật sự ai mà giúp như Đức được cái này là cái công đức vị rất là lớn. Tại vì sao? Vì cái này nó quá lợi ích cho người ta, mà như Đức làm cũng đâu có lấy tiền bạc gì đâu. Như Đức phải bỏ công ra tu chung với người ta, hướng dẫn người ta. Thật sự. Nên làm cái này nó phải có một cái tâm quyết cực kỳ cao. Con người phải lúc nào cũng cảm thấy mình phải, quý vị thấy những Đức không? Lúc nào những Đức cũng rất tỉnh táo nghe. Có lúc nào quý vị nhìn thấy những Đức mà giống như là mệt mỏi, không có đâu. Con người làm là phải cực kỳ lúc nào cũng tỉnh táo trong bất cứ công việc gì. Nhưng mà những Đức thì không có thể nào qua cái việc máy tính đâu được. Những Đức có thể tu tập và đem pháp môn tịnh độ giới thiệu vậy thôi, chứ ngoài ra thì qua cái mảng đó nữa những Đức không làm được. Nên từ nơi đó mà giữ cho mình cái chuyên nhất như vậy rất là thành công. Nên những Đức nói rằng là những người mà người ta vì máy tính vì kỹ thuật này rất là giỏi nhiều lắm, chứ không ai không có đâu. Nhưng mà mấy chú mình thì ông trẻ quá, ông hiền quá. Những Đức thì bây giờ mà kêu những Đức lao đi qua ngoài đường đi tìm kiếm vụ đó thì thực sự những Đức mà nếu mà làm bình thường, không có một cái ảnh hưởng gì xã hội quá nhiều hồi đó tới giờ, những Đức sẽ mấy chuyện này chuyện nhỏ đó những Đức quá. Dù những Đức không biết đó, nhưng những Đức đi quằn mấy cái chỗ người ta nhờ giả, người ta quật thuê người ta luôn á. Mỗi tháng những Đức trả lương người ta luôn, không phải giỡn đâu. Tại vì những Đức đầu tư cái gì những Đức muốn làm cho bằng được. Mình muốn một người chuyên nghiệp luôn cho họ mà làm cho mình luôn cũng được nữa. Thật sự mà nói, tại vì cái này đầu tư phải cho nghiêm túc. Nhà Đức thấy những buổi chia sẻ nhà Đức mà có kiếm rè 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 âm thanh, hoặc là người ta vô mà có những lúc mà âm thanh ta không nghe, ta nhắn tin không nghe được âm thanh đâu này kia đâu, là tại vì cái kỹ thuật mình không đạt, chứ không phải là cái máy móc mình không có. Thật sự mà nói, cái cô kia cô cũng dường cái máy như Đức 130 triệu một cái VU cái gì đó là không đơn giản đó. Nó là gọi là cao cấp á, nhưng mà mình có đủ khả năng để xài được hay không á. Nhưng ngày xưa những Đức ở một cái ngôi chùa mà vị thầy đó cũng có phước, nước ngoài người ta cũng toàn là máy của phim xịn không, máy mà 300-400 triệu được không, nhưng mà vô tay mấy chú ngôi chùa thì xài thì cũng bằng không. Nên những Đức nói rằng một món đồ xịn nhưng mà bạn phải có khả năng sử dụng được, một cái pháp tu thù thắng bạn mới có khả năng tiếp nhận được. Những Đức là người nhìn được cái pháp môn tu tịnh độ này. Pháp môn tịnh độ này là pháp môn đặc biệt. Mà muốn đi vào pháp môn tịnh độ này mà lợi ích là bạn phải thật sự, bạn phải nhắm mục tiêu này, bạn không thể nào rẻ nữa. Bạn không thể nào phân 2, phân 3 gì nữa chứ. Bạn phải hoàn toàn quy nhất cái tâm bạn mới thành công.
Nó nên á, cái thành công của con người khi làm bất cứ một cái gì phải chú ý và để ý thì sẽ thành công. Thí dụ như bây giờ những đức chia sẻ Phật pháp, vì biết rằng là ngồi nói chuyện có thể mấy chục ngàn con người mà tập trung ngồi một chỗ nghe, cái người mà khách quan bên ngoài khoan nó nói tới đi, người mà thấy tập trung về một chỗ ngồi đó mà nghe, đó là cái quan trọng đó quý vị. Cái này là cái rất quan trọng nè, vì người ta ngồi trực tiếp người ta chịu nghe là cái thành công. Còn khách quan bên ngoài chưa chắc là người ta tu hành, hiểu chưa, chưa chắc là tu hành đó. Mà những đức chưa qua trường lớp gì hết, mà những đức chỉ có để ý thôi, để ý và những đức nhìn nhận căn tính con người hiện tại thôi, từ cách nói chuyện và tới phương pháp tu, những đức để ý cái thời gian quý vị và công việc con người bây giờ trong thời đại bây giờ thôi. Chỉ để ý như vậy thôi đó mà những đức có thể hình thành ra cái cách chia sẻ Phật pháp mỗi ngày, và phương pháp tu và thời gian địa điểm tu như thế nào thế nào thế nào. Nó mà những đức để ý ra mà làm được cái mảng đó là đã không đơn giản rồi đó. Ừ. Nên những đức nói cái thành công cái gì cũng phải chú ý. Cả môn lễ Phật cũng vậy nữa. Mình lễ Phật mình cũng chú ý thì mình lễ Phật nó cũng đạt tiêu chuẩn đó quý vị. Khi mình lúc mình niệm Phật thì mình nói ủa nay sao vọng tưởng nhiều, bữa nay sao vọng tưởng ít, mình phải nghĩ lại. À cái thời gian bữa nay là trước khi mình lễ Phật mình quá tạp trong cái thời gian chuẩn bị lên tu, mà quá bận tâm làm đó quá căng thẳng. Nên cái giờ sắp sửa lên tu, mình trước thời gian đó một chút mình không quân bình tâm, nên khi mình lên mình tu cái thời tu này không đạt. Phải chú ý vậy đó. Còn cái bữa nay, ô bữa nay trước thời gian đó mình vui, trước thời gian này mình rất là vui, tâm mình rất thoải mái rồi mình lên mình tu, thì cái thời này tu của mình đạt. Mình để ý như vậy thì mình biết lọc cái thời gian, tính ra thời gian để trước thời gian mình chuẩn bị lên tu 5-10 phút, mình an bình cái tâm mình trước đi, an bình cái tâm mình trước đi, rồi bắt đầu mình lên mình tu một thời là bị tu đạt liền. À, có nghĩa là mình làm cái gì mình cũng phải chú ý quý vị. À, nếu mà mình mà không chú ý, mình mà không bình tĩnh để ý là mình sẽ dở, mình sẽ càng ngày càng đi xuống lại, chứ không phải tiến lên được đâu. Nó nên những đức nói rằng là những anh em mà làm việc bên cạnh những đức là phải tỉnh táo nó mới giỏi. Người tỉnh táo là người thông minh, những người lúc nào ngu gà ngu gật sao thông minh được. Trời, nghĩa là phải làm sao con người mình tỉnh táo được kìa, lọc bớt những cái loại vọng tưởng ra. Nên những đức nói rằng là những đức ở đâu cái gì, người mà đến chơi những đức dài ba lần mà nói chuyện mà cái này kia không ổn định là những đức nó thật sự những người đó những đức sẽ loại bớt ra liền. Tại vì sao? Con người những đức khi làm một cái gì rồi đó là những đức chú tâm dữ lắm, rất là chú tâm luôn. Nên những đức nói rằng là bên máy tính, bên Zoom này những đức không chuyên nghiệp. Những đức thiếu cái kỹ thuật làm này thôi. Thật sự nếu mà nói về đầu tư những đức không thiếu đâu, khả năng đầu tư những đức không phải là không có, nhưng mà những đức thiếu gì cái mảng con người làm này thôi. Mà những đức thấy là những đức thành công rõ ràng về cái việc mà tạo Zoom cho người tu và cách tu rồi cách nói chuyện, mà khi tu xong chút này là những đức thành công. Vì thấy thời gian ngắn nhất mà những đức đã hình thành cái lượng người mà vô cái trang mình tu, quý vị tìm kiếm thì có, trong nước ngoài nước hiếm rồi đó. Mà thời gian ngắn nhất của những đứa bây giờ là đang hoàn chỉnh về cái việc mà chúng ta mà kỹ thuật làm sao cho thành công. Người ta vô tu âm thanh nghe chuẩn, thu âm lại hay, phát rõ ràng, những đứa nó thật sự như máy móc này là tương đối ổn định rồi đó, nó không thiếu rồi đó. Nó là thấy được, chỉ còn tiếng tâm đồ mà hay đồ mạng mà những đức mà nâng cấp mạng mà lên mạng công nghiệp lớn mạnh nhất rồi đó, giỡn đâu. Người ta đang đòi hỏi, ta nói mạng này yếu là những đức nâng cấp mạng luôn, giống những đức nó thật sự đức rất đầu tư cho con người, vì cái này làm việc cho người ta mà mình đâu lãnh lương hàng tháng đâu, đâu xin tiền bạc ai đâu, nhưng mà thấy chúng sanh lợi ích từng nhà. Thật sự mà nó lợi ích từng nhà, từng nhà, từng nhà. Mình thấy lợi ích quá trời luôn. Nên từ nơi đó mà những đức nêu lên gì, lấy cái số lượng đông người, trong đây cũng có những người mình có con cháu rồi rất giỏi, có tâm rồi đó, có tâm, có tầm nhìn, thì chung tay những đức giúp đỡ cho chú Tâm Nhiên này nè. Nó giúp đỡ chú Tâm Nhiên này nè, cho ông giỏi lên. Nhưng mà ông này thì ông ưa ngủ gà, ngủ gặt quá nên mới đuối quá mà. Từ nơi đó mà làm gì nó phải tỉnh táo lên, nó có người nó phải hoạt bát lên. Nó thật sự đàn ông mà sinh thiếu tháng mệt quá, nên từ nơi đó bản thân mình phải những đức cái gì chứ, nó
Cái gì cho con người như Đức nói thật sự, quý vị có bỏ vô trong quan du hay là nơi đồng khô cỏ cháy, nhưng Đức con người cũng là hơn người khác. Tại vì đã làm một cái gì là kinh khủng lắm, nói chuyện gì là mạnh mẽ, quyết đoán à. Người phải vậy đó. Nhưng mà cái số phần phước duyên trong cái cuộc đời này, chúng sanh thiếu phước, nên cái người mà bên cạnh mình được hiền có đó, hiền có đó, nhưng hiền chưa đủ đó quý vị. Trong cái cõi đời vì sống hiền không chưa đủ, bạn đòi hỏi phải có một cái dũng mãnh tinh tấn và trí tuệ, nó phải họ hỗ trợ cái đó nó mới đặc biệt thành công. Nhưng Đức thì có tâm rồi đó, nhưng mà cái gì cũng phải để những Đức gánh dữ quá thì bức, gánh dữ quá là bức liền, không nói dòng gió chứ. Nên bây giờ mà như Đức nói bước ra tới đây rồi là như Đức mình buông rất là nhiều thứ, nhưng mà thấy làm cái gì nó cũng phải bận tâm, không đơn giản đâu. Khi mà mình bước lên một cái đạo tràng tu thôi, mà nếu mà nó ổn định hoàn toàn thì mình tu, những Đức tu là đạt lắm á. Nó thật sự cái thời tu những Đức tu rất là đạt luôn. Những Đức điều chỉnh cái tâm những Đức rất là đạt đến chi biết không. Tu xong nó có một cái gì đó đặc biệt để nói chuyện cho người ta nghe. Mình rất là chú tâm chuyện này luôn á. Khi mình tu xong mình muốn trước khi tu mình loại sạch vọng tưởng ra luôn á. Những Đức làm được điều đó vì bây giờ những Đức không còn bận tâm cái việc đạo tràng. Nên những Đức có thể loại sạch hết tất cả những cái bận tâm rồi vọng tưởng này kia ra. Những Đức vô tu một thờ. Nên bây giờ những Đức vô tu một thờ nó an lạc chứ lắm. Nên những Đức khuyên quý vị đã gặp được cái pháp tu này, quý vị đừng có giải đãi. Quý vị phải tự khéo léo sắp xếp một thời gian tu. Vì khi con người mình đến lúc thọ mạng đến và hoặc cái nghiệp duyên gì, những Đức thấy trong cái cõi đời này, xin thưa quý vị, chúng ta không phải chết già không đâu, mà chúng ta còn chết nạn nữa. Con người ta lòng tham nó không biết đủ thì nó có những cái kiếp nạn mà giữa con người với con người phải giết nhau, bị nhớ kỹ. Nên bản thân con người mình sẽ cộng nghiệp trong cái cõi này nó là bất chợt lắm. Nên mỗi ngày mình phải được quân tập cái tâm giải thoát cho nó mạnh, để bất cứ trong hoàn cảnh nào con người mình gặp phải thì chúng ta đều có tâm giải thoát. Thật sự mà nói thì mình nuôi bao nhiêu người già, mình thấy vậy ơi, đợi tuổi già không dễ tu đâu. Đợi tuổi già không dễ tu đâu. Bây giờ mình lên mình lễ Phật một thời, mình thấy vẻ re, lễ là thôi, nhẹ sơn. Nhưng mà tới tuổi già nó không đơn giản. Bây giờ mình mới quân tập cái tuổi trẻ này, nói là tuổi trẻ mà xài hết phước thì tuổi già khổ đau à. Nên quý vị biết rằng những Đức dù có tiền đi chăng nữa, những Đức không bao giờ xài cho cá nhân mình cái này kia nhiều quá đâu. Chỉ dùng cho bản thân để có sức khỏe một chút để mình tu hành thôi. Và Thượng Tinh Công thì nói bạn có phước đem cho người khác xài. Cái việc này từ xưa giờ là những Đức chú tâm có phước cho người khác xài đi. Phước mình sẽ lớn. Đi đến đâu cũng không thiếu phước cả. Đi đâu không thiếu phước hết. Đó. Nên những Đức nói rằng là siêng năng dụng công tu, loại bớt đi vọng tưởng, người cực kỳ tỉnh táo. Những thứ không cần để trong tâm, đừng nên để trong tâm. Nên đem câu vật hiệu để trong tâm. Có người rất là tỉnh táo, xin thưa quý vị. Có người như Đức có thể thức qua đêm, ngủ một đêm một tiếng, hai tiếng, không ăn thua. Khi lên tu quý vị thấy như Đức vậy đó. Nhưng mà con người như Đức rất là tỉnh táo cái tâm á. Lúc nào như Đức cũng tỉnh chứ nha. Tại vì sao? Như Đức không cần phải ngủ nhiều quá đâu. Thời gian ngủ rất là ít. Nên từ nơi đó mà con người nó tỉnh táo, như Đức nói, cái tâm tỉnh là cái cực kỳ quan trọng để giải quyết những vấn đề phiền não trong cuộc đời này. Còn nếu như cái tâm bắn loạn quý vị, dùng một chuyện nhỏ cũng rối tâm. Chuyện rất là nhỏ cũng rối. Nên như Đức nói với quý vị nghe nè, có những cái không phải của mình dù cố công gìn giữ cũng không được. Hãy nhớ kỹ điều này. Dù là vợ chồng, của cải vật chất, con cái, không phải là của mình thì không bao giờ giữ gìn được đâu. Hãy tin chỗ này đi. Nhà cửa chùa chiền không phải của mình, bạn có dành cũng uổng công vô ích. Không phải của mình thì bạn có dành cũng uổng công vô ích. Nên mình là người có tâm tu muốn sanh cực lạc thì phải làm sao bản thân con người phải nhìn thấu được cuộc đời này. Những Đức trải qua thời gian từ đời lãnh đạo, nhìn được cái cuộc đời này hiểu quá quý vị. Nên cái lối sống nhà Đức tuyệt đối không bao giờ khổ. Khổ làm chi? Khổ không có ý nghĩa gì cả. Thật sự khổ không có một ý nghĩa gì hết. Khổ mình mà tác động cho người khác khổ, không có một ý nghĩa gì để khổ cả. Sống đủ hay sống thiếu gì
cũng phải sống và chấp nhận hoàn cảnh đó, phải sống. Thì phải nhớ kỹ chỗ này. Nếu như sống khổ không ai thương mình đâu, thì bản thân mình cũng không có ý nghĩa gì để sống trong cuộc đời này cả. Đó. Được thương hay bị bỏ rơi cũng phải sống. Như Đức từng nói rằng không có người bạn nào trung thành bằng chính mình, trung thành với chính mình. Đừng kêu cái bên ngoài trung thành với mình, vì hoàn cảnh người ta có quyền chọn lựa. Mình có quyền trung thành với mình, đây mới là cái quan trọng. Trung thành với mình là cái gì? Là bản thân mình phải thật sự biết thương mình. Thương mình bằng cách nào? Là không có buồn. Thương mình bằng cách nào? Là bản thân mình phải vượt lên chính mình. Đó là biết thương mình. Và phải sống tốt, sống thiện. Cái quan trọng nhất là niệm Phật. Đây là cái quan trọng nhất. Mà đây là cái sống biết thương mình nhất. Vì niệm Phật nó sẽ an tâm. Niệm Phật sẽ loại bớt đi những cái vọng tưởng và giúp cho mình rất là vui vẻ, an lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.